từ mẫn Thế Tôn ra đời. Chúng sanh vạn loài khắp nơi từ bi hy xa thênh thơi nhẹ nhàng, thế giới tình lạc bình an, chi niềm ân đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, rừng xây đất nước mãi còn thơm hương. Dùng nước tiến dần vào Nam, Bồ Phật Lý thành Phật Hoàng, Việt Nam Phật giáo ngàn thiên công, là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con là Quốc Bình và Hồng Trang xin được cúi đầu đảnh lễ trước chư tôn thiền đức tăng ni và xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị quan khách đang cùng đến tham dự lễ tổng kết hoạt động Phật sự 2019 của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online TV ngày hôm nay. Và lời đầu tiên cho phép chúng con xin được gửi lời chúc thân tâm an lạc tới toàn thể chư tôn đức tăng ni cũng như toàn thể quý vị quan khách đang có mặt tại đây trong ngày hôm nay. Kính
bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị, và trước khi chính thức đi vào nội dung chính của buổi lễ ngày hôm nay, chúng con xin được trân trọng kính mời quý vị cùng khởi thân trang nghiêm hội trường để niệm Phật cầu gia hộ, và xin được cung thỉnh hòa thượng chứng minh khởi niệm. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được cảm thính niệm ơn hòa thượng, và con xin được cảm ơn toàn thể chư tôn đức tăng ni cũng như là quý vị, và kính mời toàn thể chư tôn đức tăng ni và quý vị đồng an tọa. Kính bạch chư tôn thỉnh đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị, hòa cùng không khí đất trời và xuân, hòa cùng với những thành tựu cho công tác Phật sự đã đạt được trong năm qua của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về mọi mặt, được sự trợ duyên của ban lãnh đạo khách sạn New World, kênh thông tin tổng hợp Phật sự online tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự trong năm qua, cùng điểm lại những thành tựu đã đạt được, nhìn lại những khó khăn mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua, và đặc biệt là để tri ân công đức của chư tôn đức tăng ni và các nhà bảo trợ đã luôn kịp thời động viên chúng con về phương diện tinh thần, hỗ trợ về tịnh tài để Phật sự Online TV có được uy tín và vị trí vững chãi như ngày hôm nay. Và thật hạnh phúc, vinh dự cho chúng con khi được đón tiếp sự quang lâm tham dự chứng minh của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa từ Trung ương Giáo hội và chư tôn đức các tỉnh thành, các ban ngành, các nhà bảo trợ. Và bên cạnh đó là sự có mặt đông đủ của anh em ekip Phật sự Online TV, các fan hâm mộ luôn đồng hành và ủng hộ tinh thần cho Phật sự Online TV trong những năm qua và đặc biệt là trong ngày hôm nay. Và sau đây, chư con xin được cung thỉnh Đại Đức Thích Quảng Tiến sẽ giới thiệu chư tôn giáo phẩm tham dự chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được cung đón chư tôn giáo phẩm, thành viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban thường trực Hội đồng trị sự các ban ngành viện Trung ương, văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trên hết, chúng con xin được thành kính giới thiệu Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Quản trị Phật sự Online TV, Hòa thượng Đạo hiệu Thích Huệ Thông. Thành kính giới thiệu Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thượng tọa Đạo hiệu Thích Phước Nguyên. Thành kính giới thiệu Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Hòa thượng Danh Động. Thành kính giới thiệu Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An, Hòa thượng Đạo hiệu Thích Minh Thiện. Thành kính giới thiệu Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Đạo hiệu Thích Phước Nghiêm. Thành kính giới thiệu Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương, Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Đạo hiệu Thích Trí Trường. Thành kính giới thiệu Phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Đạo hiệu Thích Chân Không. Xin được thành kính giới thiệu Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Phó trưởng ban Kim Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương,
Tổ trưởng Tổ công tác Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng biên tập Phật sự Online TV, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Nhẫn, trưởng ban tổ chức. Thành kính giới thiệu Phó Tổng biên tập Phật sự Online TV, Đại đức Thích Minh Nhẫn. Xin được thành kính giới thiệu Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cán bộ Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thượng tọa đạo hiệu Thích Phước Triều. Thành kính giới thiệu Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông, Thượng tọa đạo hiệu Thích Quảng Hiền. Thành kính giới thiệu Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Châu Hòa Thái. Cùng với chư tôn đức tăng ni, đại diện cho ban thông tin truyền thông các tỉnh thành, biên tập viên, chư tôn đức tăng ni, phóng viên của Phật sự Online TV, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Xuân, giám đốc UNESCO Bảo tồn Văn hóa và Tôn giáo Tín ngưỡng Việt Nam. Và một lần nữa chúng ta dương cao một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn để chào đón ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được cảm ơn Đại đức Thích Quảng Tiến rất nhiều ạ. Về phía đại diện chính quyền, các cơ quan trung ương và thành phố, chúng con xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lương Hoài Nhân, Phó trưởng ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phước Ninh, chuyên viên ban tôn giáo chính phủ. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Nghĩa, đại diện Cục An ninh Nội địa Bộ Công an. Và bên cạnh đó, chúng con cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Ngọc Hậu, đội trưởng đội an ninh nội địa thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Tiến sĩ Đỗ Đức Khả, Đại học Quốc gia, Phó viện đào tạo doanh nhân Việt Nam. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của giáo sư tiến sĩ Phạm Quốc Luyến, Phó trưởng khoa kinh tế của Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Đạo, giảng viên Đại học Văn Hiến. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu nhà văn đạo diễn Hồ Chí Thành, tổng giám đốc hãng phim Sao Nam Việt. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện của công ty Hoa Tâm Việt, đại diện của công ty Nến Quang Minh, đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Gen Art, đại diện của công ty mỹ phẩm EV Bích Liên, đại diện cơ sở văn hóa Phật giáo Hoa Nghiêm, đại diện công ty du lịch lữ hành quốc tế Sen Ấn, đại diện ban lãnh đạo khách sạn New World. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị, bên cạnh đó chúng con cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các cơ quan thông tấn báo chí và truyền hình đến tham dự, có đại diện của Đài Truyền hình Việt Nam VTV Cáp, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan báo chí Phật giáo, hãng phim truyền hình, các trang mạng điện tử, các mạnh thường quân, các nhà bảo trợ, cộng tác viên và bên cạnh đó là hơn 60 nhân sự thường trực của Phật sự Online từ mọi miền đất nước cũng đã trở về để có thể cùng nhau họp mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Và nhưng mà tuy nhiên thì vẫn còn một số phóng viên đang tác nghiệp tại các tỉnh thành cho nên là chưa về tham dự được ạ. Kính thưa toàn thể chư tôn đức và toàn thể quý vị quan khách đang có mặt tại đây trong ngày hôm nay, vì hôm nay có sự tham dự của rất đông chư tôn đức cũng như là các quý vị đại biểu. Vì vậy trong lúc mà chúng con chưa kịp cập nhật thông tin của quý vị đến tham dự chương trình thì mong quý vị cũng hết sức lượng thứ cho những thiếu sót của chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị, năm 2019 có thể xem là một cột mốc vô cùng quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt chuyển mình và sự trưởng thành của kênh truyền hình Phật sự Online TV. Từ đó đã góp phần vào sự phát triển của Phật giáo nước nhà, kiến tạo thêm niềm tin vững chãi cho Phật tử trong và ngoài nước. Và sau đây, chúng con xin được cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Tổng biên tập kênh truyền hình Phật sự Online TV sẽ phát biểu khai mạc lễ tổng kết. Con xin được trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban quản trị kênh thông tin tổng hợp Phật sự online thuộc Ban Thường trực Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Kính bạch Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Kính bạch Chư Tôn Đức, đại diện các ban, ngành, viện, Trung ương Giáo hội, Chư Tôn Đức Tăng Ni, đại diện cho ban thông tin truyền thông của một số tỉnh thành lân cận và ekip truyền hình ở tại tỉnh Quảng Nam. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý cơ quan, ban ngành, đoàn thể, quý vị nhân sĩ, trí thức, quý vị mạnh thường quân, các nhà bảo trợ và kính thưa toàn bộ ekip tác nghiệp của Phật sự online đang có mặt. Kính thưa quý liệt vị, trước nhất là hôm nay được sự vinh hạnh là sự huấn thị của Đức Hòa Thượng Chủ tịch, cũng như được sự cho phép của Ngài và được sự hỗ trợ rất lớn của tập thể lãnh đạo của khách sạn New World, mà hôm nay Phật sự online được tổ chức tổng kết công tác hoạt động năm 2019 và triển khai một số công tác hoạt động trọng tâm của năm 2020. Kính thưa quý liệt vị, năm 2019 một dấu mốc rất lớn cho sự trưởng thành của Phật sự online, được hình thành vào ngày 28 tháng 3 năm 2018 với sự trực tiếp của Đức Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao logo cho chúng tôi và Đại Đức Minh Ân và chính thức đi vào hoạt động. Nhưng sự trưởng thành đó chính là năm 2019 thông qua sự kiện VSAC mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức ở tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Phật sự online đã huy động hết toàn bộ nhân lực, tập trung và trí lực cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ gần một tháng trời của tập thể anh em. Từ đó đã khẳng định sự nỗ lực, sự phát triển một cách vững mạnh với sự chở che, chỉ đạo sâu sát của Chư Tôn Đức, lãnh đạo ban thường trực hội đồng trị sự. Do vậy mà sau đại lễ đã được Ngài Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trực tiếp đến trung tâm báo chí để ca ngợi. Và cũng nhân sự kiện đó mà tại hội nghị tổng kết của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 30 tháng 12 vừa rồi đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của Chư Tôn Đức, ban thường trực hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi tặng cho Phật sự online. Kính thưa quý liệt vị, trong năm 2019 có thể nói mà chúng tôi hay dùng một cái từ ngôn ngữ của nội bộ với nhau là một năm hạn về truyền thông của Phật giáo. Đã xảy ra quá nhiều việc khủng hoảng truyền thông liên quan với Phật giáo, nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của Hòa Thượng Chủ tịch đã động viên Thượng tọa Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam và người gần gũi chúng tôi nhất là Hòa Thượng Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với bộ phận tác nghiệp của Phật sự online và nhóm quản trị an ninh mạng của Phật sự online đã góp một phần quan trọng cho sự định hướng dư luận, nói đúng, nói lên sự thật và từ đó cũng đã xử lý được khủng hoảng truyền thông liên quan đến Phật giáo trên 12 vụ việc mà được nổi lên, mà chúng ta nhìn thấy ở báo chí. Và năm 2019 thì Phật sự online đã đưa nhiều chương trình hoạt động vào trong cái nội dung của mình, đến giờ phút này đã đạt được kết quả. Bên cạnh đó, năm 2019 Phật sự online cũng đã triển khai mạnh về công tác ứng dụng công nghệ số trong công tác hoằng pháp, quản trị và điều hành công tác Phật sự cũng đạt được nhiều lợi ích tốt đẹp. Năm 2020, Phật sự online sẽ tiếp tục với sự chỉ đạo của Chư Tôn Đức, ban thường trực hội đồng trị sự để rồi tiếp tục thực hiện tốt những điều mà Đức Hòa Thượng Chủ tịch đã dạy với bảy chữ vàng: tâm trong,
trí sáng, ngồi bút thép, ẩn ác, dương thiện bằng một cái phương pháp trồng hoa thơm để lấn áp cỏ dại. Và sẽ triển khai một cách có hiệu quả thông qua công văn của Thường trực Hội đồng Trị sự mà Thượng tọa Thích Đức Thiện đã chính thức ký vào ngày 28 tháng 12 năm 2019 vừa qua, để trực tiếp đến các tỉnh thành chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ số trong công tác hoằng pháp, điều hành và quản trị. Và trong buổi lễ ngày hôm nay, đặc biệt chúng ta sẽ cho ra mắt Thư viện số Phật giáo Việt Nam, sản phẩm của Phật sự online. Và dự kiến từ đây đến hết năm 2020 sẽ đạt được con số trên 100.000 quyển sách ở trên cái trang này, để cung cấp đến chư tôn đức tăng ni, quý nam nữ Phật tử, các nhà nghiên cứu có cơ hội để chúng ta nghiên cứu. Và một sản phẩm hết sức đặc biệt nữa, được đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc cũng như sự đánh giá rất cao của ông Vũ Chiến Thắng, trưởng ban tôn giáo chính phủ, cũng như của Thứ trưởng Lê Tâm, Bộ Thông tin Truyền thông Trung ương, đã trực tiếp trao đổi và đánh giá cao Phật giáo Việt Nam, Phật sự online đã có những bước đột phá ứng dụng công nghệ số trong công tác hoằng pháp cũng như trong công tác quản trị, mà đã số hóa hết toàn bộ văn bản hành chánh của giáo hội ở trên trang website vanbangiaohoi.vn, và đã số hóa trên đến giờ phút này trên 2.000 bài tham luận hội thảo khoa học của các ban ngành viện trung ương cũng như quốc tế đã được thành tựu. Đó là những thành quả mà tập thể Phật sự online dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chư tôn đức đã đạt đến thành công. Ngày hôm nay chúng con rất vinh dự được cung đón chư tôn đức, quý vị lãnh đạo ban viện trung ương, và đặc biệt nhất là sự hiện diện của quý vị trong ban bảo trợ đã góp một phần quan trọng cho sự vững chắc phát triển bền vững của Phật sự online trong 2 năm qua cũng như trong những ngày tháng sắp tới. Trong tinh thần đó, một lần nữa xin thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin được trân trọng tuyên bố khai mạc hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Phật sự online năm 2019. Chúc hội nghị chúng ta được thành công tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Xin được tri ân Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Nhẫn, Tổng biên tập Phật sự Online TV, trưởng ban tổ chức, đã có lời phát biểu khai mạc. Giờ phút này, cùng thỉnh Thượng tọa tiến lên sân khấu để đón nhận các lãng hoa tươi thắm từ các tổ chức và cá nhân gửi về chúc mừng trong buổi hội nghị sáng hôm nay. Trước hết là lãng hoa cao quý của Đức Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo hiệu Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại lao cho Đức Trưởng lão Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để trao lãng hoa chúc mừng trong hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Phật sự Online TV. Chúng ta hãy dương cao một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn. Lãng hoa của Thượng tọa Tổng Thư ký chuẩn bị. Tiếp theo là lãng hoa của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội, xin được cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Ân, Phó Tổng biên tập Phật sự Online TV, cung thỉnh Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, đà lao cho Thượng tọa Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao lãng hoa để chúc mừng trong hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Phật sự Online TV sáng hôm nay. Và lãng hoa của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị. Xin được trân trọng kính mời Lương Hoài Nhân, Phó trưởng Ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao lãng hoa để chúc mừng. Cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Tổng biên tập Phật sự Online TV sẽ lên đón nhận lãng hoa của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Lương Hoài Nhân, Phó trưởng Ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng. Lãng hoa của Ban tôn giáo chính phủ chuẩn bị. Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Nghĩa,
đại diện cho Cục An ninh Nội địa Bộ Công an cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Ân, Phó Tổng biên tập Phật sự Online TV sẽ lên đón nhận lãng hoa của Cục An ninh Nội địa Bộ Công an gửi đến để chúc mừng trong hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2020 của kênh Phật sự Online TV thuộc Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Lãng hoa của ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Trung tâm UNESCO Bảo tồn văn hóa di sản tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam, xin được trân trọng kính mời Đại Đức Thích Tuệ Tánh, thư ký của Phật sự Online TV lên đón nhận lãng hoa của ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Trung tâm UNESCO Bảo tồn văn hóa di sản tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam. Chúng đại dương ca một tràng vỗ tay ạ. Tiếp theo là chậu hoa chúc mừng của Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cung thỉnh Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Nhẫn, Tổng biên tập Phật sự Online TV lên để trao chậu hoa lan rất tươi đẹp để chúc mừng cho những thành tựu công tác Phật sự của Phật sự Online năm 2019. Vâng. Và vì thời gian có hạn, ban tổ chức xin được trân trọng lãng hoa của Thạc sĩ luật sư Nguyễn Thị Cúc, công ty trách nhiệm hữu hạn Tôn Trào Tượng Phật Viên Ệt và các tổ chức và cá nhân đã gửi lãng hoa để trở về chúc mừng cho Phật sự Online TV. Chúng đại dương ca một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn nè. Một lần nữa chúng con xin gửi lời cảm ơn tới tất cả chư tôn đức tăng ni cũng như những vị đã gửi những lãng hoa chúc mừng cho Phật sự Online TV ngày hôm nay. Và tiếp theo sau đây chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Ân, Phó Tổng biên tập kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online sẽ báo cáo kết quả hoạt động Phật sự của năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020. Xin được trân trọng kính mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính gửi bái bạch cho anh Hòa Thượng Thích Hoài Phong, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cung kính gửi bái bạch trên Chư Tôn Đức, lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh thành. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị lãnh đạo, đại diện chính quyền các cấp cùng các vị ban bảo trợ, ban biên tập của Phật sự Online TV. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể lịch quý vị, để điểm lại những thành tựu nổi bật trong năm qua của Phật sự Online, kính mời quý vị cùng hướng về màn hình để nhìn lại chặng đường mà kênh Phật sự Online TV đã thực hiện trong năm 2019. Xin mời bộ phận kỹ thuật chiếu video trình Chư Tôn Đức. Nam mô A Di Đà Phật. Căn cứ vào phương hướng hoạt động năm 2019, Phật sự Online tập trung phát triển các chương trình truyền hình trực tiếp, livestream, các sự kiện Phật giáo trong và ngoài nước, phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội như Facebook, Fanpage, YouTube và YouTube, với tên gọi là Phật sự Online TV. Năm 2019 là một sự chuyển mình rõ nét của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online. Được sự quan tâm chỉ đạo của Chư Tôn Đức lãnh đạo, Hội đồng trị sự, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Chư Tôn Đức lãnh đạo Văn phòng Trung ương Giáo hội, kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online đã đạt được nhiều thành tựu. Trong năm qua, Phật sự Online đã truyền hình trực tiếp trên 300 sự kiện Phật giáo từ các trung ương đến các tỉnh thành, thực hiện hàng ngàn clip ghi hình, đưa tin video các hội nghị, hội thảo, lễ tổng kết các ban ngành diện Trung ương Giáo hội. Đặc biệt, không chỉ riêng trong nước mà còn vươn xa đến quốc tế như Thái Lan, Trung Quốc, Lào, Sri Lanka. Có những video clip đạt hàng trăm ngàn lượt xem trên Facebook và hàng chục ngàn lượt xem trên YouTube. Bên cạnh đó,
Ban lãnh đạo Phật sự online kết hợp với Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trên 10 khóa tập huấn về truyền thông Phật giáo tại chùa Phật Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chùa Sùng Đức, huyện Phú Quốc, Kiên Giang, khách sạn Ba Vico, tỉnh Lâm Đồng dành cho chư tôn đức tăng ni và cư sĩ Phật tử làm công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ số trong công tác hoằng pháp. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã đi thuyết trình trên 20 tỉnh thành trong cả nước về chủ đề ứng dụng công nghệ số trong công tác hoằng pháp, điều hành và quản lý. Để thông tin tuyên truyền cho Vesak năm 2019, Trung ương Giáo hội đã ra công văn thông báo về việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019 tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký ngày 24 tháng 10 năm 2018. Giao cho Ban biên tập Phật sự online có trách nhiệm tổ chức các khóa tập huấn tạo nguồn nhân lực chuyên môn cho Ban trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố để làm tốt công tác truyền thông và triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 theo đúng chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật sự Online TV đã tổ chức 4 khóa tập huấn tại chùa Hòa Khánh và chùa Minh Đạo dành cho Ban biên tập và cộng tác viên Phật sự Online. Đặc biệt, tại sự kiện Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, Phật sự Online TV cùng Ban thông tin truyền thông Trung ương đã phối hợp cùng Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban thông tin truyền thông Trung ương tổ chức thành công 3 lần họp báo. Phối hợp cùng doanh nghiệp Xuân Trường chuẩn bị tốt cơ sở vật chất hạ tầng của trung tâm báo chí. Phối hợp cùng công ty Viettel để triển khai hệ thống đường truyền tại trung tâm báo chí, trung tâm hội nghị quốc tế, điện Tam Thế và các khu vực phục vụ cho các chương trình truyền hình trực tiếp, tường thuật và livestream. Phối hợp cùng các đài VTV1, VTV2, VTV3, VTV4 để thực hiện tốt các chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, bế mạc và đêm nghệ thuật quốc tế. Hỗ trợ cung cấp các tài liệu, phim ảnh để các đài thực hiện các phóng sự và phim truyền hình. Đến các tỉnh thành hội Phật giáo trong cả nước triển khai công tác tuyên truyền về đại lễ và tổ chức livestream các sự kiện tuyên truyền về đại lễ của các tỉnh thành đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook, YouTube, Phật sự Online TV. Tổ chức đoàn xe Phật sự Online TV tuyên truyền đại lễ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nam và cử trên 60 nhân sự của Phật sự Online TV tham gia tác nghiệp tại đại lễ. Thực hiện số hóa trên 500 bài tham luận và các thông điệp của nguyên thủ các quốc gia, của các diễn giả và các đại biểu trong và ngoài nước được up trên trang cơ sở dữ liệu số Giáo hội Phật giáo Việt Nam để đại biểu, phóng viên báo đài tiếp cận khối tài liệu trên thông qua việc quét mã code QR được in trên thẻ của đại biểu. Tổ chức tốt trung tâm báo chí trong những ngày diễn ra đại lễ và kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, hình ảnh cho trên 200 phóng viên báo đài trong và ngoài nước, kịp thời xử lý và cung cấp thông tin chính xác đến tất cả tăng ni và các cổng thông tin của giáo hội các tỉnh và các tự viện trong cả nước để kịp thời định hướng dư luận trước thời điểm diễn ra đại lễ. Nhờ sự nỗ lực quyết tâm của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Tổng biên tập, Đại đức Thích Minh Ân, Phó Tổng biên tập và thành viên Phật sự Online đã góp phần vào sự thành công chung về công tác tuyên truyền của Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019. Phật sự Online với phương châm ẩn ác dương thiện, đối với các thông tin xuyên tạc không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, hình ảnh của tăng ni, Phật sự Online luôn phản ánh kịp thời, thông tin chính xác, định hướng lại dư luận để quần chúng, Phật tử, cộng đồng mạng xã hội hiểu đúng bản chất sự việc. Trong năm 2019, Phật sự Online sản xuất cho ra nhiều chương trình đáp ứng cho nhu cầu nghe pháp, tu học, nghiên cứu, theo dõi tin tức Phật sự trong cả nước như Điểm tin 20 giờ hàng ngày và bản tin tiếng Anh được các đại biểu quốc tế đã từng tham dự Vesak đánh giá rất cao về sự phát triển lĩnh vực truyền hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hoằng pháp online, đồng giọng pháp, mạng đàm Phật giáo và đời sống, Phật giáo và tuổi trẻ, Phật pháp hỏi đáp, sống như những đóa hoa, Phật giáo và doanh nhân, thực hiện các chuỗi phóng sự chuyên đề, tỏa ngát hương sen, nghệ thuật Phật giáo, các chương trình giải trí như hướng dẫn cắm hoa và chuẩn bị thực hiện các chương trình mới đa dạng trong năm tới như game show Phật pháp, hành trình tuổi trẻ Phật giáo. Bên cạnh đó, trang thông tin
phatsuonline.com đã đăng tải hơn 10.000 tin tức, hình ảnh, video, truyền tải thông tin hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo các tỉnh thành và các tự viện trong cả nước. Để vận hành cổng thông tin tổng hợp, kênh thông tin tổng hợp Phật sự online cho năm 2019, tổng số nhân sự hiện nay có hơn 80 nhân sự làm việc thường trực, 63 đơn vị truyền thông Phật giáo các tỉnh thành là thành viên ban biên tập, hơn 60 cộng tác viên thường trú tại các châu lục trên thế giới. Đến nay, kênh thông tin tổng hợp Phật sự online đã chi tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng cho kinh phí vận hành và mua sắm trang thiết bị. Có thể nói, năm 2019 là một cột mốc quan trọng đánh dấu một bước ngoặt chuyển mình và sự trưởng thành của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online TV. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Chư Tôn Đức Trung ương Giáo hội đã tin tưởng giao phó cho chúng con một sứ mệnh thiêng liêng là thực hiện truyền thông như một kênh hoằng pháp nhằm chuyển tải tinh thần từ bi của Đạo Phật, nêu cao hình ảnh tốt đẹp của Tăng Ni và Phật tử trong công cuộc phụng đạo yêu nước. Có thể nói, Phật sự online đã đạt được những thành tựu nhất định. Đó là sự khẳng định hướng đi đúng đắn, cũng chính là động lực để ban lãnh đạo Tăng Ni Phật tử trong ekip Phật sự online tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tận tâm tận lực đóng góp sức mình cho công tác Phật sự chung của giáo hội. Những giọt mồ hôi, nỗi vất vả ngược xuôi từ Bắc chí Nam, từ trong đến nước ngoài đã được đổi lại bằng những ánh mắt lấp lánh niềm vui, những nụ cười hoan hỷ khi thấy Phật sự online được đông đảo Tăng Ni Phật tử đón nhận và ủng hộ. Tập thể Phật sự online lấy lời dạy của Hòa Thượng Chủ tịch ẩn ác dương thiện, giữ tâm trong trí sáng ngoài bức thép, làm kim chỉ nam cho công tác phụng sự, cho sự nghiệp truyền thông Phật giáo ngày càng vững mạnh. Giới thiệu ông Eddie Sutton, tổng quản lý khách sạn New World đã đến tham dự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể lễ quý vị. Vừa qua là báo cáo của Phật sự online trong năm 2019. Sau đây chúng con xin được trình bày phương hướng trọng tâm của hoạt động Phật sự online trong năm 2020. Thực hiện những thành tựu trong những năm qua của Phật sự online TV. Thì trong năm 2020 thì sẽ có những cái hoạt động trọng tâm của Phật sự online. Việc đầu tiên và sẽ diễn ra trong ngày hôm nay đó là ra mắt thư viện số của Phật sự online đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và của Chư Tôn Đức và Tăng Ni Phật tử trong và ngoài nước. Việc thứ hai thì Phật sự online sẽ đẩy mạnh kênh truyền hình trực tuyến và đào tạo đội ngũ Tăng Ni Phật tử để đáp ứng cho nhu cầu truyền hình trực tuyến các cái sự kiện quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay chúng con đang thành lập và xây dựng cái trung tâm công nghệ cao tại Kiên Giang và dự kiến là vào quý 2 năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng đáp ứng cho nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của Phật sự online trong thời gian tới. Việc thứ ba, Phật sự online sẽ tăng cường sản xuất các cái chương trình chuyên môn và nâng cao để đáp ứng cho nhu cầu xem của Chư Tôn Đức và Phật tử về các cái chương trình sâu sắc về trong lĩnh vực tu tập, rồi nghệ thuật Phật giáo và hành trình tuổi trẻ và Phật giáo vân vân. Đặc biệt thực hiện cái chỉ đạo của thường trực hội đồng trị sự trong năm 2020, Phật sự online sẽ triển khai hai đề án lớn đã được đưa vào nghị quyết của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là thực hiện hai đề án phim Bách Tăng Đất Việt và Chùa Việt Nam Châu. Bách Tăng Đất Việt sẽ tái hiện lại hình ảnh của các vị cao tăng Phật giáo Việt Nam. Những ngôi chùa Việt Nam trên thế giới sẽ được Phật sự online thực hiện trong năm 2020 là một bước ngoặt vô cùng lớn, thể hiện sự lan tỏa của Phật giáo Việt Nam đến với các nước trên thế giới. Và điều này đặc biệt chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng ta có hơn 480 ngôi chùa theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2017 ở tại các châu lục và các nước trên thế giới. Việc tiếp theo thì Phật sự online cũng sẽ trang bị các cái trang thiết bị
thành lập hệ thống phiên trường ở một số khu vực như tại Hà Nội để đáp ứng cho một số hoạt động Phật sự tại khu vực phía Bắc. Tại Quảng Nam cũng sẽ thành lập một đội ngũ ekip có tính chuyên môn cao và phim trường cũng như trang thiết bị để đáp ứng cho nhu cầu truyền hình trực tuyến các cái sự kiện của Phật sự online khu vực miền Trung. Và đồng thời thì Phật sự online cũng đã kết nối sau đại lễ thành công của Vesak Liên Hiệp Quốc với sự tham dự của hơn 115 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì trong đó chúng con cũng đã kết nối được với các kênh thông tin truyền thông Phật giáo ở các nước trên thế giới và đã ký kết thành công với kênh thông tin truyền thông của Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan, Myanmar. Hôm nay thì cũng có sự tham dự của một số vị phóng viên quốc tế đại diện cho một số cơ quan báo chí đến tham dự vào những đơn vị cộng tác của Phật sự Online TV. Trong thời gian vừa qua tại hội nghị tổng kết của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì Thượng tọa Tổng biên tập đã báo cáo với Chư Tôn Đức Tăng Ni là Phật sự Online trong thời gian tới sẽ kết hợp với đài truyền hình VTV Cáp và công ty truyền hình An Viên sẽ chính thức là đơn vị đối tác và là nguồn cung cấp dữ liệu cho VTV Cáp phát trên sóng truyền hình Việt Nam. Và Phật sự Online sẽ đầu tư các cái trang thiết bị cũng như đội ngũ chuyên môn để có những hình ảnh đẹp, chất lượng để phát trên kênh truyền hình Việt Nam. Và kính bạch Chư Tôn Đức, đó là những cái công tác trọng tâm của Phật sự Online trong năm 2020. Và chúng con tin tưởng rằng với sự gia hộ của chư Phật, với sự quan tâm giúp đỡ của Chư Tôn Đức, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương. Và trong năm 2019 vừa qua, đặc biệt với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và luôn đồng hành bên cạnh với chúng con là Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Hòa Thượng đã sát cánh cùng với Phật sự Online, đã chỉ đạo trực tiếp và tham gia các chương trình của Phật sự Online TV. Đó cũng là một cái động lực vô cùng to lớn để cho chúng con, ban lãnh đạo Phật sự Online TV, ban biên tập và toàn thể ekip có động lực, có niềm tin trong cái lĩnh vực phụng sự của mình. Cuối cùng, trước thềm năm mới Xuân Canh Tý 2020, xin thay mặt cho ban lãnh đạo, ban biên tập Phật sự Online TV cũng như toàn thể ekip, chúng con thành kính thánh tế chúc Tết Chư Tôn Đức, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành cũng như các vị trong ban biên tập, Chư Tôn Đức đại diện cho các cơ sở tự viện là ban bảo trợ của Phật sự Online trên phạm vi toàn quốc. Và đồng thời cũng xin cảm ơn các vị lãnh đạo chính quyền các cấp trong thời gian qua đã trợ duyên cho Phật sự Online rất lớn để hoàn thành mọi công tác Phật sự trên lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cục Phát thanh Truyền hình thuộc Bộ Thông tin Truyền thông và đơn vị Đội An ninh Công an thành phố Hồ Chí Minh đã luôn đồng hành với Phật sự Online trong thời gian qua. Để kính chúc Chư Tôn Đức cùng toàn thể quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu mọi công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Và vào giờ phút này, để triển khai cái nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 và là nhiệm vụ đầu tiên của Phật sự Online, chúng con xin cung thỉnh Chư Tôn Đức và xin mời toàn thể quý vị cùng tham dự lễ ra mắt và công bố cơ sở dữ liệu số trang thư viện điện tử của Phật sự Online TV. Xin mời bộ phận kỹ thuật cho chuyển màn hình. Thay mặt ban tổ chức thì chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Nhẫn bước lên sân khấu để đón nhận cái trao cái lễ công bố thư viện số của Phật giáo. Xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương sẽ trao tặng cái thư viện số. Và kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2020, một nhiệm vụ trọng tâm của Phật sự Online đã được triển khai đầu tiên. Đây là một bước ngoặt vô cùng to lớn mà đội ngũ công nghệ cao của Phật sự Online cũng như đội an ninh mạng và tất cả bộ phận thư ký văn phòng trong một năm qua đã triển khai rất tốt về cái thư viện số. Để Chư Tôn Đức hiểu hơn, con xin cung thỉnh Thượng tọa Tổng biên tập sơ lược về cái thư viện số của Phật sự Online TV. Xin cung thỉnh Thượng tọa. Yeah.
Di Đà Phật, sau khi chúng con giới thiệu sơ lược xong thì chúng con sẽ cùng thỉnh Hòa Thượng trưởng ban quản trị sẽ cùng lên để chính thức tuyên bố là sẽ chính thức đi vào hoạt động. A Di Đà Phật, đến hiện nay thì sản phẩm của Phật Sự Online á, thì không phải chỉ có một trang Phật Sự Online, mà Phật Sự Online.com hay là Phật Sự Online.com.vn là chúng con dùng cái từ là trang mẹ, là trang chính, để đảm bảo cho vấn đề an toàn thông tin và không có bị tắc nghẽn khi đông người truy cập. Thì như vậy thì trang Phật Sự Online á, là có trên 20 trang con, chẳng hạn như Phật Sự Online miền Bắc, Phật Sự Online miền Trung, Phật Sự Online Tây Nguyên, Phật Sự Online miền Tây, Thư Ảnh Số, Phật Sự Online. Trên 20 trang đó làm cái trang vệ tinh ở các khu vực đều được phép đăng tải, có trên 100 cái tài khoản ở phân ra dùng miền mà của các vị trong ban biên tập, để kịp thời cập nhật ngay, có tài khoản ngay được đăng lên ở một cái trang vệ tinh. Sau khi đăng lên trang vệ tinh xong thì trong 5 phút đó ban biên tập sẽ tự kiểm tra chéo với nhau. Sau 5 phút đó kiểm tra chéo không có vấn đề gì sửa đổi thì trang mẹ của Phật Sự Online.com.vn sẽ tự cập nhật từ các trang vệ tinh trở về trang mẹ. Để rồi đó là tất cả các nơi có thể là cái xem được cái thông tin đó ở cái trang vệ tinh được lâu hơn, và ở trên trang chính nó cũng được lưu lại. Đấy, để phòng ngừa khi mà xảy ra các cái sự cố bị đánh sập, thì nếu đánh sập bất cứ một trang nào thì các cái trang kia nó có trách nhiệm trong 24 tiếng đồng hồ phải được backup trở lại, phải được nâng cấp lại, phải được cập nhật trở lại để đảm bảo cho cái thông tin đó nó được cái dòng chảy nó được xuyên suốt. Chính vì thế thì hiện nay đã có luôn cả một cái thư viện ảnh của Phật Sự Online để đảm bảo nhằm cung cấp cho ban văn hóa vào các cái sự kiện triển lãm. Bởi vì chúng ta hiện nay đang gặp phải một cái sự việc là gì? Khi thông tin đăng xong rồi, ảnh nó bị quá nhỏ, chỉ có mấy trăm ca thôi. Khi cần in ấn lớn, khổ lớn thì chúng ta lại không có file. Cho nên chính vì vậy ở các sự kiện khi đã mời Phật Sự Online đến thì hình thành ngay cái link thư viện ảnh để cất ở đó với những cái file dung lượng lớn để đảm bảo in được từ 2 đến 3 mét trở lên để đảm bảo cho các cái sự kiện khi triển lãm sau này. Thì một cái sản phẩm kế tiếp nữa mà của năm 2020 sẽ chính thức ra mắt, tức là thư viện số Phật giáo. Thư viện số Phật giáo này nó có cái gì nó khác với các cái trang mà hiện nay đang có? Thứ nhất, thư viện số này nó mang tính chất là nhằm cung cấp nội bộ để nghiên cứu, học tập, trích dẫn. Cho nên trong cái thư viện số này được số hóa tất cả các sách này theo cái sách đang có, theo cái sách đang có, để đúng số trang đó, để được là các vị là trích dẫn được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó thì cái nguồn sách đó là nguồn sách phải chính thống. Do vậy còn một cái bộ phận sách nữa là do Phật Sự Online mua từ thư viện số quốc gia theo từng quyển, cho nên nó vẫn phải có cái vấn đề bản quyền, cho nên chúng ta không thể phát rộng rãi được, mà là đòi hỏi là mỗi vị sẽ có cái tên và mã số thẻ đăng ký được xác nhận. Xác nhận xong thì quý vị này mới được vào, thì cái thẻ đó sẽ xài vĩnh viễn để rồi xem được các cái quyển sách. Giống như mà chúng ta theo gì, chúng ta phải mua thư viện số, phải trả tiền, thì bây giờ mua ở xem ở thư viện số của Phật Sự Online thì không cần phải trả tiền, để mang tính chất cung cấp nội bộ. Đấy, thì như vậy đó là cái thư viện số. Thì đang cố gắng là hiện nay đã gần 10,000 quyển sách đang lần lượt được cập nhật lên trên cái trang này, và đang huy động lực lượng cố gắng từ đây cho đến cuối năm sẽ có vài chục ngàn cho đến 100,000 quyển để cung cấp. Đấy là cái thư viện số sẽ đi vào hoạt động là như thế. Và vào giờ này không gì hơn là chúng con xin được phép kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Thông, trưởng ban quản trị của Phật Sự Online sẽ lên chính thức có lời phát biểu là tuyên bố khai mạc để hoạt động. A Di Đà Phật. Thư viện số của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2020 sẽ chính thức
hoạt động. Cung thỉnh chư Tôn Đức và toàn thể quý vị truy cập vào để cập nhật thông tin của Phật sự online. Xin trân trọng cảm ơn. Và để có được cái sự, có được một cái ngày tổng kết như hôm nay thì được sự trợ duyên rất lớn của ban giám đốc, của lãnh đạo khách sạn New World. Vào giờ phút này xin được trân trọng kính mời ông Andy Sutton, tổng quản lý khách sạn New World, sẽ thay mặt cho ban lãnh đạo cũng như ban giám đốc tại khách sạn New World đón nhận bằng công đức, bằng tri ân của Phật sự Online TV. Xin được trân trọng kính mời ông. Xin chư Tôn Đức cho chàng pháo tay ạ. Một lần nữa xin được thay mặt cho ban biên tập Phật sự Online xin cảm ơn ngài Anden Sutton, tổng quản lý khách sạn New World, và xin trân trọng cảm ơn tất cả các vị đã có trợ duyên cho Phật sự Online có được hội nghị tổng kết thành công rực rỡ như ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng con xin được tri ân Đại Đức Thích Minh Ân, Phó Tổng Biên Tập của Phật Sự Online TV, cũng như là Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn, Tổng Biên Tập của Phật Sự Online TV, đã cho chúng ta biết được về những hoạt động trong năm 2019, cũng như phương hướng, kế hoạch hoạt động trong năm 2020 và những hoạt động đầy hiệu quả của Phật Sự Online TV trong thời gian tới. Và chúng con tin rằng cùng với sự quan tâm sát sao của Chư Tôn Đức Tăng Ni và các đơn vị bảo trợ thì Phật Sự Online TV sẽ có sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2020. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị, đặc biệt là trong buổi lễ tổng kết hôm nay, lãnh đạo và các thành viên tiêu biểu của kênh thông tin truyền thông Phật Sự Online TV sẽ được nhận quyết định của Hội đồng Trị sự về việc trao tặng bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân của kênh thông tin tổng hợp Phật Sự Online. Và vào giờ này, chúng con sẽ được cung thỉnh Thượng Tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, tuyên đọc quyết định của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Quản trị kênh thông tin Phật sự Online. Kính bạch quý chư Tôn Đức, Hòa Thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang, Hòa Thượng Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Sự Phật giáo tỉnh Long An Thích Minh Thiện, Thượng Tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân Phật tử Trung ương, kính bạch Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thông tin Truyền thông của Trung ương Giáo hội, Tổng biên tập kênh Phật sự Online. Kính bạch Thượng Tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa quý vị lãnh đạo chính quyền cũng như toàn thể quý vị đại biểu tham dự. Kính bạch chư Tôn Đức, để ghi nhận công đức đã đóng góp cho đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Hà Nam vào năm nay, năm 2019, với tất cả những cái công đức đóng góp để tuyên truyền và phản ánh gần như toàn diện cái hoạt động của đại lễ Vesak năm nay đến bạn bè quốc tế cũng như là các đại biểu đến tham dự, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể cũng như quý vị cá nhân trong ban biên tập được sự ủy nhiệm của Hòa Thượng Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Chúng con xin được tuyên đọc quy định như sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự số 334 trên QĐ HDTS Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2019 quyết định về việc tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc tham gia đóng góp tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2019. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
căn cứ đề án tổng thể Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc VSAC 2019, xét đề nghị của Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc VSAC 2019, quyết định điều 1 tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc tham gia đóng góp tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc VSAC 2019, có danh sách đính kèm. Điều 2, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thư ký Ủy ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc VSAC 2019 và quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại lễ VSAC 2019 đã ấn ký. Xin tuyên đọc danh sách các vị được nhận bằng tuyên dương công đức và sau đó trân trọng kính mời quý vị lên bục danh dự để nhận bằng. Trân trọng kính mời, hôm nay thì Hòa Thượng Thích Tấn Đạt bệnh viên không có mặt, chắc có thể là mời một vị để lần nhận thế. Một, Hòa Thượng Thích Tấn Đạt là cố vấn của kênh Phật sự online. Hai, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, tổng biên tập. Ba, Đại đức Thích Minh Năng, phó tổng biên tập. 4. Đại đức Thích Tuệ Tánh, thư ký ban biên tập. 5. Đại đức Thích Minh Khải, biên tập viên của ban biên tập. 4. Là phóng viên Nguyễn Quỳnh, trưởng phòng đào tạo quay phim. 5. Là phóng viên Quách Minh Triết, pháp danh Tích Trí, trưởng phòng nhân sự. 6. Là phóng viên Trần Minh Trực, pháp danh Nghiêm Tiến, trưởng ban truyền hình trực tuyến. Trân trọng kính mời quý vị. Vào giờ này chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Thông, phó tổng thư ký kiêm chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban quản trị kênh Phật sự online, lên trao bằng tuyên dương công đức cho quý vị trong ban biên tập. Từ bi xa thanh thơi nhẹ nhàng, thế giới tình làng bình an, chỉ Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mãi còn thơm hương. Cầu mong ơn vì anh quân, giữ nước dựng nên thái độ đàng hoàng, thắng lòng thanh thơm. Kính mời Hòa Thượng vào vị trí danh dự để chụp tấm ảnh lưu niệm. Xin dâng cao một tràng pháo tay thật lớn. Phần trao bằng tuyên dương công đức đến đây đã xong. Chúng con xin chân thành kính niệm ân chư tôn giáo phẩm hội đồng trị sự. Xin thành kính tri ân thượng tọa Thích Phước Nguyên. Kính thưa toàn thể quý vị, đây là một tin vui đầu năm và chắc chắn sẽ là động lực vô cùng to lớn về mặt tinh thần cho tập thể ekip Phật sự Online TV trong năm 2020. Và chúng con cũng mong được nhận thêm nhiều nữa sự quan tâm của chư tôn đức Trung ương Giáo hội, ban trị sự các tỉnh thành và Phật tử khắp nơi luôn đồng hành trợ duyên cho Phật sự Online TV hoàn thành công tác Phật sự của mình.
Kính thưa toàn thể quý vị, trong năm qua, được sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban Bảo Trợ đã trợ duyên cho Phật sự online có được những thành tựu như ngày hôm nay. Và tiếp theo, chúng con sẽ được cung kính mời Đại Đức Thích Tuệ Tánh, thư ký Ban Biên tập kênh thông tin tổng hợp Phật sự online, đọc quyết định trao bảng vàng tán dương công đức cho tập thể và cá nhân đã có công đóng góp cho Phật sự online trong thời gian qua. Xin được trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Khóa Tổng Thư Ký Chánh Văn Phòng Hai Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Chư Tông Đức, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tông Đức Tăng Ni, quý đại diện khách mời cùng quý Phật tử tham dự trong buổi lễ tổng kết sáng hôm nay. Con xin thay mặt Ban Thư Ký Phật sự online xin được tuyên đọc tán dương công đức Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kênh thông tin tổng hợp Phật sự online, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 1 năm 2020, quyết định số 049/2020/QĐ TĐ-CD, quyết định trao bảng vàng và tặng bằng tán dương công đức của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Tổng biên tập kênh thông tin tổng hợp Phật sự online căn cứ quyết định số 09/2019/QĐ-BTTT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương về việc chuẩn y nhân sự kênh thông tin tổng hợp Phật sự online căn cứ giấy phép số 84/GB-TTDT ngày 10 tháng 5 2019 của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử về việc thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng. Căn cứ kết quả hoạt động Phật sự của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online, quyết định điều 1 nay trao bảng vàng và tặng bằng tán dương công đức của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online cho tập thể Ban Bảo Trợ, Ban Biên tập và cá nhân thành viên Phật sự online đã xuất sắc hoàn thành các công tác Phật sự năm 2019, góp phần phát triển thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có danh sách đính kèm. Điều 2, Ban Biên tập kênh thông tin tổng hợp Phật sự online và đương sự có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt kênh thông tin tổng hợp Phật sự online, tổng biên tập Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã ấn ký. Tiếp theo là danh sách trao bảng vàng và tặng bằng tán dương công đức của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online kèm theo quyết định số 049/QĐ-DTCD ngày 7 tháng 1 năm 2020. Danh sách trao bảng vàng công đức A là tập thể Ban Văn pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. B là các cá nhân Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Hòa thượng Thích Chân Không, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Thượng tọa Thích Giác Trí, Thượng tọa Thích Tuệ Hải, Đại đức Thích Thiện Xưng, Thượng tọa Thích Viên Thanh, Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Đại đức Thích Minh Phú, Đại đức Thích Trúc Thái Phước, Ni trưởng Thích Nữ Như Như, Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo, Ni trưởng Thích Nữ Thích Nhự, Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn, Ni sư Thích Nữ Huệ Đức, Ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến. Các đơn vị bảo trợ: Công ty Nến Quang Minh, Công ty Du lịch Lữ hành Quốc tế Sen Ngắn, Cơ sở Pháp Phục An Nhiên, Trại Sáng tác Mỹ thực Gen Art, Nhà hàng Chai Gen Hao, Công ty Hoa Tâm Việt, Doanh nghiệp Lá Tía Tô, Văn hóa Nghệ thực Phật giáo Hoa Nghiêm, Sư cô Bích Liên và Công ty EV Rinsi Cosmetics, Chùa Tam Bảo Kỳ Viên, Chùa Pháp Quân, Chùa Dạng Hòa, Tịnh Xá Ngọc Hải, Chùa Kim Quang, Chùa Lạc Hạnh, Chùa Bủ Sơn,
Sư cô Thích Nữ Như Phước, chùa Đông Hải, chùa Bủ Sơn, chùa Thạnh Đức, Sư cô Thích Nữ Hoàng Tĩnh, công ty Phú Sinh Kim, nhà báo Hồ Thủy, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ điện tử Hồng Nhân, khách sạn New World Sài Gòn, Phật tử Diệu Hồng, Phật tử Trần Thị Gia Ly, pháp danh Chân Bảo, Phật tử Diệu Nguyên, fan cứng của Phật sự Online và thành viên của Phật sự ban biên tập Phật sự Online, một đại đức Thích Huệ Minh, đại đức Thích Đồng Quý, đại đức Thích Pháp Chí, đại đức Thích An Nhiên, sư cô Thích Nữ Huệ Tánh, đại đức Thích Tuệ Giải, đại đức Thích Minh Quang, ni sư Thích Nữ Tuệ Liên, sư cô Thích Nữ Trúc Nghĩa, sư cô Thích Nữ Trúc Nghiêm, sư cô Thích Nữ Diệu Tâm, sư cô Thích Nữ Quảng Tính, sư cô Thích Nữ Linh Thoại, đại đức Thích Viên Hải, đại đức Thích Chí Giác Thông, đại đức Thích Minh Lực, đại đức Thích Linh Toàn, đại đức Thích Quảng Pháp, đại đức Thích Huệ Khải, sư cô Thích Nữ Liên Ngọc, sư cô Thích Nữ Liên Trang, đại đức Thích Tịnh Hạnh, đại đức Thích Chí Định, Phật tử Quảng Chiên, tiến sĩ Trương Thu Trang, đại đức Thích Huệ Thông, tập thể nhân viên Phật sự Online, cư sĩ Nguyễn Văn Đượm, pháp danh Tệ Chí, Quách Minh Chiết, pháp danh Tích Chí, Nguyễn Hoàng Anh, pháp danh Tệ Phúc, Trần Minh Trực, pháp danh Nghiêm Tiến, Lâm Úc Chó, pháp danh Quy Chánh, danh Phúc Hậu, pháp danh Quy Phúc, Nguyễn Chí Thông, pháp danh Sương Minh, Nguyễn Thành Lương, pháp danh Phước Tiến, ông Khải Sang, pháp danh Thiện Lạc, Lâm Nguyễn Khánh Duy, pháp danh Vũ Anh, Quỳnh Tấn Được, Nguyễn Nữ Hoa, pháp danh Pháp Tịnh, Nguyễn Công Minh, pháp danh Thiện Hiền, Lương Tường Quy, Lưu Thị Mỹ Hồng, Nguyễn Trang Đài, pháp danh Quy Thảo, Dương Lữ Điện, pháp danh Quang Nhân, Dương Thị Ngọc Hằng, Trần Thanh Hùng, Lê Thị Nguyệt, pháp danh Tâm Anh, Quỳnh Thanh Tấn, Trần Lê Thị Như Quỳnh, Lê Quang Tấn, Nguyễn Thị Thùy Dương. Nguyễn Thị Thái Hà, Trương Văn Nước, pháp danh Minh Thanh, Hồ Thị Tường Di, pháp danh Tịnh Chí, Nguyễn Thị Thu Sưng, pháp danh Diệu Cảnh, Lê Đăng Quy, Thanh Lịch, Lê Thị Hồng Nhân, Nguyễn Kiều Phương, Nguyễn Lê Hoàng Cúc, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, pháp danh Diệu Đào, Trần Thị Ngọc Diễm, Lê Thị Bích Liễu, Nguyễn Bảo Trinh, pháp danh Diệu Tường, Nguyễn Công Tây, Phạm Thái Sơn, Nguyễn Thị Thu Thảo, Tống Quyết Diễn, Mã Lâm Thanh Thiên, Trần Ngọc Thương Thương, Nguyễn Thị Phương Anh, Phạm Thanh Minh, Đào Anh Thảo, Trần Thành Thiệt, Nguyễn Thiên Hào, Hoàng Đức Tấn, MC Di Vũ, Lâm Ánh Ngọc, MC Quốc Bình, MC Hữu Thọ, MC Phương Nguyên, MC Hồng Trang, MC Mạnh Khang, MC Kim Ngân, MC Phạm Nghĩa, MC Xuân Hiếu và Ban Anh Ngữ, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Đỗ Trọng Tăng, Phan Trung Hưng, Trần Duy Bình, Nguyễn Thành Trung. Di Đà Phật, vừa rồi là con đã thông qua danh sách trao bản vàng và tặng bằng tiên dương công đức. Mời MC tiếp tục chương trình điều phối để trao bản vàng và tặng bằng tán dương công đức. Vâng ạ, chúng con xin được chân thành cảm ơn Thầy rất nhiều. Kính bạch chư tôn Thầy Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị, trước khi chúng ta sẽ cùng đến với phần trao bằng vàng công đức của Phật Sự Online TV tới các đơn vị tài trợ hỗ trợ cũng như là các mạnh thường quân và các thành viên của Phật Sự Online TV, thì ngay lúc này đây chúng con xin phép được chia sẻ những thông tin rất vui với Phật Sự Online TV. Trong năm 2019 thì Phật Sự Online TV đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ chư tôn Đức Tăng Ni cũng như các tổ chức, các nhà hảo tâm. Và bước sang năm 2020 này, chúng con lại tiếp tục nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ phía tinh thần cũng như là vật chất. Những tình tài đã được đóng góp để cho Phật Sự Online TV có thêm điều kiện phát triển. Và trong những ngày đầu năm này, chúng con rất vui mừng khi được đón nhận những tình cảm, sự ủng hộ tình tài của các cá nhân và các đơn vị đã gửi về cho Phật Sự Online TV. Và sau đây thì chúng con xin phép được công bố danh sách, cũng như là con xin phép được cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Ân, Phó Tổng Biên Tập của Phật Sự Online TV, và Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn, Tổng Biên Tập của Phật Sự Online TV sẽ cùng lên sân khấu để đón nhận bằng tượng trưng những tịnh tài mà các cá nhân và các đơn vị đã gửi về ủng hộ chương trình. Trước tiên, chúng con xin được vui mừng công bố Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ủng hộ 100 triệu đồng. Hòa Thượng Thích Huệ Thông ủng hộ 500 triệu đồng. Và sau đây chúng con xin được cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Thông sẽ cùng bước về sân khấu
và Hòa thượng Thích Huệ Thông sẽ đại diện cho Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trao bằng tượng trưng 100 triệu đồng và trao bằng 500 triệu đồng của Hòa thượng Thích Huệ Thông. Chúng con xin được chân thành cảm ơn tấm lòng của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự 100 triệu đồng, Hòa thượng Thích Huệ Thông là 500 triệu đồng. Và tiếp theo con cũng xin được cung thỉnh và mời lên sân khấu Thượng tọa Thích Phước Nguyên 300 triệu đồng. Con xin được cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Tổng biên tập, và Đại đức Thích Minh Ân, Phó tổng biên tập Phật sự Online TV sẽ cùng lên sân khấu để đón nhận bảng ủng hộ 300 triệu đồng của Thượng tọa Thích Phước Nguyên. Chúng con xin được chân thành cảm ơn, và tiếp theo chúng con cũng xin được cung thỉnh Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ 50 triệu đồng. Chúng con xin được gửi lời tri ân Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ đã ủng hộ 50 triệu đồng. Và tiếp theo chúng con xin được cung thỉnh Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương ủng hộ 10 triệu đồng. Con xin được mời Đại đức Châu Hải Thái sẽ đại diện Hòa thượng Danh Lung sẽ cùng lên sân khấu để trao bằng tượng trưng. Và tiếp theo chúng con xin được mời Thầy Thích Chí Trơn, đại diện Tu viện Khánh An sẽ ủng hộ 20 triệu đồng. Con xin được tri ân công đức của Thầy. Xin mời Thầy sẽ cùng bước về sân khấu ạ. Chúng con xin phép được mời đại diện của Phân Ban Ni Giới Cà Mau ủng hộ 25 triệu đồng. Xin mời đại diện của Phân Ban Ni Giới Cà Mau sẽ cùng lên sân khấu ạ. Một lần nữa chúng con xin được cảm ơn Thầy Thích Chí Trơn đã ủng hộ, và xin mời Thầy một lần nữa lên sân khấu ạ. Có một số các Thầy ủng hộ mới phát tâm ngay lúc này nên là chúng con chưa kịp chuẩn bị những bản in, thì mong rằng quý vị cũng hết sức thông cảm ạ. Chúng con sẽ được tri ân tấm lòng đại diện của Thư viện Khánh An rất nhiều ạ. Và sau khi trao bảng vàng công đức tới các tập thể và các cá nhân chư tôn đức, thì chúng con xin phép được mời các nhà tài trợ, những đơn vị bảo trợ sẽ cùng chuẩn bị lên sân khấu để đón nhận. Và sau đây chúng con xin phép được mời các đại diện của các đơn vị tài trợ và các nhà bảo trợ đang có mặt tại đây trong ngày hôm nay sẽ cùng lên sân khấu để nhận bảng vàng. Xin được mời đại diện của công ty Nến Quang Minh, công ty du lịch lữ hành quốc tế Sen Ấn, cơ sở pháp phục An Nghiêm, trại sáng tác mỹ thuật Zen Art, nhà hàng chay Zen House, công ty Hoa Tâm Việt, doanh nghiệp Lá Tía Tô,
Văn áo nghệ thuật Phật giáo Hoa Nghiêm, Sư Cô Bích Liên và công ty EV Princess. Xin mời nhà báo Hồ Thanh Thủy, xin mời công ty Phú Sinh Kim. Xin mời quý vị nào có mặt tại đây, chúng ta sẽ cùng nhanh chóng bước về sân khấu. Xin mời Phật tử Diệu Nguyên, phen cứng POS, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ điện tử Hồng Nhân. Phật tử Diệu Hồng, Phật tử Trần Thị Yali, pháp danh Chân Bảo. Một lần nữa chúng con xin được mời tất cả quý vị nào ngày hôm nay chúng ta khác tên thì sẽ di chuyển lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Giáo Việt Nam trường tồn, rừng xây đất nước mãi còn thơm hương. Lê thôi tô đã mở đường, Thăng Long thành phố các tường vạn Trần Nhân Tông vì anh khôn, giữ nước rừng nước tiến dần vào Nam. Ngô Phật Lý thành Phật Hoàng, Việt Nam Phật giáo muôn ngàn thiên thông. Là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sang người họ qua. Bình an chi niệm ân đức vô vàng thế tôn Phật giáo. Thay mặt cho kênh truyền hình Phật sự Online TV, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các cá nhân, các tập thể đã bảo trợ cho kênh truyền hình Phật sự Online TV trong suốt một thời gian qua. Và ngay giờ đây, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt một lần nữa ạ. Còn một phần rất quan trọng mà Chư Tôn Đức đã trực tiếp gắn liền với trong cái thời gian qua, lúc khó khăn thì nghe nói đến là Chư Tôn Đức đã xuất hiện ngay. Xin được mời Hòa Thượng Thích Chân Không, xin được mời Thượng Tọa Thích Chí Huệ, xin được mời phân ban ni giới của Cà Mau. Giờ con nhìn hết ra rồi, bây giờ là Chư Tôn Đức mà đã đăng ký ủng hộ định kỳ hàng tháng đang có mặt quý vị quan hỷ quan lâm, ngoài thành phần Chư Tôn Đức giáo phẩm mà chúng con đã trực tiếp đến nơi. A Di Đà Phật. Xin được trân trọng kính mời Ban Hoằng Pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Xin mời Thượng Tọa Thích Phước Nghiêm. Xin mời Đại Đức Thích Quảng Tiến. Xin mời Thượng Tọa Thích Quảng Hiền ở Đắk Nông. Một lần nữa xin mời Thượng Tọa Thích Quảng Hiền Đắk Nông. Đại Đức Thích Quảng Tiến, Thượng Tọa Thích Phước Nghiêm là những vị Chư Tôn Đức đã phát tâm rất lớn trong việc bảo trợ cho Phật sự online trong suốt thời gian vừa qua, cũng như trong thời gian sắp tới.
Để chúng con xin được cung thỉnh. Dạ, xin mời thượng tọa đứng vào chấp tâm ảnh lưu niệm. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được thay mặt cho ban biên tập sẽ mời các vị trong các cái phòng ban của Phật sự Online đã trong suốt một năm qua đã có nhiều đóng góp cũng như những nỗ lực trên khắp mọi miền đất nước để có được cái sự thành công như ngày hôm nay. Do rất nhiều bằng tán dương công đức gần cho 100 vị, cho nên chính vì vậy mà không có trao hết tại đây do thiếu thời gian. Cho nên chính vì vậy là xin mời được 15 phòng ban của Phật sự Online, đại diện của các trưởng phòng ban quý vị quang lâm lên phía trước để quý vị nhận một lần, rồi sau đó sẽ cung thỉnh hòa thượng ban đạo từ A Di Đà Phật. Xin mời phòng tổ chức sản xuất, ban thời sự tiếng Việt, ban thời sự tiếng Anh, ban chuyên đề, xin mời đại diện của các cái phòng ban chúng ta nhanh chăng lên để không mất thời gian của quý chư tôn đức. Xin mời ban MC, cho MC Hữu Thọ cùng tất cả các vị trong ban MC của Phật sự Online TV. Xin mời bên bộ phận an ninh mạng, bộ phận kỹ thuật của Phật sự Online. Xin mời đại diện của ban đời sống, ban hậu cần Phật sự Online chúng ta cũng nhanh chân lên để đón nhận bằng công đức của chư tôn đức trao tặng trong cái buổi lễ hôm nay. Mời bộ phận hành chánh, bộ phận thư ký và văn phòng cũng lên đón nhận. Xin mời Phật tử Minh Thanh lên đón nhận bằng công đức. Xin mời anh Duy Vũ lên đón nhận bằng công đức của Phật sự Online. Yeah. Chúng ta đứng chư tôn đức, xin cung thỉnh chư tôn đức đứng phía trên. Yeah. Quý vị đứng theo hình thành công mấy ạ. Đây là trưởng ban truyền hình trực tuyến của Phật sự Online. Đây là đạo diễn của Phật sự Online TV. Là trưởng phòng tổ chức sản xuất của Phật sự Online TV ạ. Đây là trưởng phòng nhân sự ạ. Là đội ngũ kỹ thuật công nghệ cao và đội an ninh mạng. Yeah. Yeah. Bộ phận phiên dịch tiếng Anh của Phật sự Online TV, ban thời sự tiếng Anh. Là trưởng phòng hành chánh, bộ phận thư ký và văn phòng. Đây là ban chuyên đề của Phật sự Online TV, bộ phận hậu kỳ, dựng phim. Đây là bộ phận MC dẫn chương trình của Phật sự Online TV. Và ban chuyên đề của Phật sự Online TV. Đây là ban thời sự ạ. Bản tin 20 giờ hàng ngày do ban thời sự làm việc xuyên suốt khoảng 20/24 tiếng. Anh MC Anh Ngữ có bản tin cuối tuần, bản tin tiếng Anh. Tiếp theo là xin mời bộ phận voice of của Phật sự Online.
Xin mời tổ MC, MC Hữu Thọ, MC Lâm Ánh Ngọc cùng bước lên đón nhận bằng công đức, cũng như MC Quốc Bình, những vị đã đóng góp xuyên suốt trong thời gian qua cho Phật sự Online TV, đồng hành cùng với các cái bản tin và những sự kiện diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Xin tri ân thượng tọa tổng biên tập, xin mời thượng tọa đứng vào vị trí để chụp ảnh lưu niệm cùng với tất cả các phòng ban của Phật sự Online TV. Xin tri ân tất cả các vị thành viên và ekip của Phật sự Online TV. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020. Ban biên tập Phật sự Online chúng con vô cùng vinh dự và thành kính được cung đón chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quan lâm tham dự, và vào giờ phút này hội trường của chúng con đã được trang nghiêm. Chúng con xin thành kính đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quan lâm đạo từ, để chúng con lấy đó làm phương hướng hoạt động cũng như là động lực cho ban biên tập cũng như toàn thể ekip Phật sự Online làm hành trang trên bước đường phụng sự của mình. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị khách quý, quý vị đại biểu, hôm nay chúng tôi rất là hoan hỷ tham dự hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Phật sự Online TV và chương trình hoạt động 2020. Trước tiên, thay mặt Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chuyển lời của Thượng tọa Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự gửi đến hội nghị tổng kết lời chúc mừng những thành công mà Phật sự Online TV đã thành công trong 2019. Về cá nhân của tôi, với người luôn đồng hành với Phật sự Online, và tôi cũng rất là hoan hỷ với một cái thành tựu rất lớn mà Phật sự Online đã làm được trong năm 2019, mà chúng ta đã được nghe, được nhìn qua những cái thành quả rất lớn của Phật sự Online đã làm được. Và cũng có thể nói rằng Phật sự Online ra đời để đáp ứng đúng thời điểm mà công nghiệp 4.0 đã được phát triển, thì Phật sự Online đáp ứng được tất cả những vấn đề phát sinh trong thời đại, xử lý được những vấn đề của thời đại một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Trong năm qua, Phật giáo Việt Nam có rất nhiều điều thuận lợi, nhưng về sự thách thức, sự nhiễu loạn thông tin cũng không phải là ít. Nhưng với trách nhiệm chuyên môn, với vai trò lãnh đạo của ban, trực tiếp là Thượng tọa Minh Nhẫn, Đại đức Minh Ân, đã giải quyết và đáp ứng được những điều mà giáo hội mong muốn đối với thông tin mạng, đáp ứng được chương trình cương lĩnh hoạt động của giáo hội trong 9 điểm. Đặc biệt là các vị đã thực hiện đúng tinh thần của Hòa Thượng Chủ tịch mong muốn, đó là tâm trong, trí sáng, hồi bút thép, trong ý nghĩa rất là nhân văn, đó là ẩn ác dương thiện. Điều này Phật sự Online đã làm được, đã đóng góp được rất nhiều cho cái hoạt động giáo hội trong thời đại kỹ thuật số. Chúng tôi cũng không thể nói hết được những thành quả của Phật sự Online.
Dù nói bao nhiêu cũng không hết, có than tán bao nhiêu cũng không hết, bởi ngôn ngữ của tôi thì rất giới hạn, còn công đức của Phật sự Anh Lai thì rất lớn. Và tôi chỉ mong rằng Phật sự Anh Lai sẽ tiếp tục cái sự nghiệp của mình, tiếp tục cái nhiệm vụ của mình, tiếp tục những điều mà giáo hội đang mong muốn đối với Phật sự Anh Lai, sẽ làm tốt hơn và làm nhiều hơn nữa, để chúng ta mới có thể đáp ứng được sự phát triển là vũ bão của thời đại. Và nếu chúng ta chỉ cần dừng lại một chút thôi, hay chúng ta chỉ cần lơ là thiếu tỉnh giác một chút thôi, thì chúng ta sẽ bị một cái cơn bão mạng sẽ lôi cuốn chúng ta và chúng ta mất mình. Sau đó, một lần nữa, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tư cách cá nhân, tôi xin được tán thán công đức của Phật sự Anh Lai và cầu nguyện mọi điều tốt lành nhất, mọi Phật sự được hanh thông và những điều tốt đẹp đến với Phật sự Anh Lai, và chúc toàn thể ekip và những người có tâm huyết đối với Phật sự Anh Lai sẽ tiếp tục cống hiến sự nghiệp của mình, trí tuệ của mình, cả tinh thần lẫn vật chất, để giúp cho Phật sự Anh Lai hoàn thành sứ mệnh mà giáo hội giao phó trong thời đại kỹ thuật số. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thượng tọa tổng biên tập thành kính dâng đóa hoa đến Hòa thượng Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương. Xin mời thượng tọa có những lời phát biểu. Cho phép và con xin được thay mặt cho tập thể nhân viên, phóng viên của Phật sự Anh Lai, một lần nữa chúng con vô cùng xúc động sự hiện diện của Hòa thượng Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Quản trị đã quan lâm tham dự và có phát biểu chỉ đạo tuy ngắn nhưng rất sâu sắc, rất thực tế, xem như là kim chỉ nam để tiếp tục Phật sự Anh Lai bền vững phát triển trong năm 2020. Một lần nữa xin được thay mặt cho tập thể anh em, chúng con xin được y giáo phụng hành và thành kính tri ân Hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, trước khi khép lại chương trình, thay mặt ban tổ chức cho phép chúng con được bổ sung vào trong chương trình một phần cũng không thể thiếu, là tán dương công đức của ban biên tập Phật sự Anh Lai, đại diện các tỉnh thành, vì các vị hôm nay tuy cũng rất bận nhưng đã trở về tham dự cái hội nghị tổng kết ngày hôm nay. Vào giờ phút này xin được thay mặt ban tổ chức, xin được thay mặt Phật sự Anh Lai, xin mời đại diện các cộng tác viên, các biên tập viên của Phật sự Anh Lai tại các tỉnh thành trong phạm vi cả nước đang có mặt xin lên đón nhận bằng công đức của Phật sự Anh Lai TV. Xin trân trọng kính mời. Đơn vị tỉnh Bình Dương, xin mời đơn vị tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Kiên Giang, cùng một số tỉnh thành đang có mặt hôm nay. Đây là những vị biên tập viên, cộng tác viên của Phật sự Anh Lai. Xin mời đại diện các cái đơn vị cộng tác viên của Phật sự Anh Lai ở một số nước đến tham dự. Xin mời bước lên sân khấu để ban tổ chức có những phần tán dương công đức. Xin mời đại diện cộng tác viên ở tại Myanmar. Xin mời cô Phượng lên đón nhận bằng công đức của Phật sự Anh Lai, bộ phận biên tập của Phật sự Anh Lai. Đây là những vị biên tập và cũng đang là thành viên của Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh thành đã liên tục cập nhật và xuyên suốt đồng hành với Phật sự Anh Lai để gửi bài cũng như biên tập các cái sự kiện của giáo hội. Đây là đơn vị tỉnh Đồng Nai. Đây là đơn vị tỉnh Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam hoạt động về lĩnh vực truyền thông rất là phát triển.
Xin mời đơn vị tỉnh Bến Tre ạ. Xin mời đơn vị tỉnh Bình Dương. Kính bạch Chư Tôn Đức, đơn vị tỉnh Bình Dương thì cập nhật tin tức rất là nhanh chóng kịp thời, và có những lúc chúng con nhận được tin tức từ lúc 1 giờ khuya, 2 giờ khuya vẫn biên tập và gửi về cho Phật sự online những lúc mà có sự kiện của giáo hội diễn ra. Đây là đơn vị tỉnh Cà Mau ạ. Đây là công tác viên phụ trách cho hệ phái khắc sĩ Việt Nam. Mời đơn vị của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Xin mời thầy Chí Định ạ. Xin mời công tác viên của đơn vị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con xin mạo muội Chư Tôn Đức quan hỷ vì làm mất thời gian của Chư Tôn Đức. Hôm nay thì cũng có sự tham dự của cộng tác viên của Phật sự Online tại Myanmar, thì bạch Chư Tôn Đức, văn phòng của Phật sự Online được đặt tại Myanmar do Chư Tôn Đức cho phép Phật sự Online đặt văn phòng tại Myanmar. Xin mời thượng tọa đứng vào vị trí danh dự, chào tâm ảnh lưu niệm, xin Chư Tôn Đức cho chào pháo tay để chúc mừng tất cả các vị đã nhận bằng tán dương công đức của Phật sự Online TV. Xin trân trọng cảm ơn. Xin tri ân thượng tọa tổng biên tập. Xin tri ân toàn thể Chư Tôn Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể lễ quý vị, vào giờ phút này xin được thay mặt cho ban tổ chức, xin được thay mặt cho ban biên tập của Sở Online TV, chúng con xin được thành kính tri ân đến Chư Tôn Đức, lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành kính tri ân Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương đã quan hỷ quan lâm tham dự và có lời đạo từ vô cùng sâu sắc và ý nghĩa đối với chúng con để chúng con làm kim chỉ nam trên cái lộ trình phụng sự của mình. Chúng con thành kính tri ân Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và là vị cố vấn cho Phật sự Online TV. Thành kính tri ân thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành kính tri ân thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban thường trực Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương. Thành kính tri ân thượng tọa Thích Chí Trơn, Trưởng ban, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thành kính tri ân Hòa thượng Thích Chân Không, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thành kính tri ân Đại đức Thích Quảng Tiến, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, cùng quý Chư Tôn Đức đại diện các tỉnh thành, các tự viện trên toàn quốc đã trở về tham dự hội nghị tổng kết của Phật sự Online TV. Xin được thành kính tri ân đại diện các cơ quan Trung ương, xin được thành kính tri ân Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, Đội An ninh Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời cũng được xin được thành kính tri ân các vị đại diện của Đài Truyền hình Việt Nam VTVCAP thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, cũng như tất cả các vị ban bảo trợ Chư Tôn Đức Tăng Ni là thành viên ban biên tập và tất cả các vị ekip Phật sự Online TV, và đồng thời thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn và ghi nhận công đức của ban giám đốc khách sạn New World cũng như ban quản lý đã tận tình hỗ trợ cho Phật sự Online trong cái hội nghị tổng kết ngày hôm nay. Cuối cùng chúng con một lần nữa xin kính chúc Chư Tôn Đức tất cả các vị được thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường và thành tựu mọi công đức. Chúc mừng năm mới được mọi việc hanh thông, mọi điều tốt đẹp. Xin thành kính và đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức cùng liệt quý vị. Xin được cảm ơn Đại đức Thích Minh Ân. Kính thưa toàn thể quý vị, như vậy là hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 của Phật sự Online TV đến đây đã hoàn tất. Một lần nữa chúng con xin được cảm ơn tất cả Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như toàn thể quý vị quan khách đã cùng đến tham dự chương trình. Và
cũng xin được chân thành cáo lỗi vì những sơ sót đã diễn ra trong suốt quá trình. Nếu như có gì chưa vừa ý thì mong tất cả quý vị cũng hết sức lượng thứ cho. Và trong việc phát bằng công đức, gửi tặng tới những bằng công đức tới quý vị thì do chưa sắp xếp được để trao tặng đúng tên. Vì vậy trước khi ra về thì xin mời Chư Tôn Đức cũng như tất cả quý vị sẽ liên lạc với ban tổ chức ở bên ngoài bàn thư ký để chúng con xin phép được đổi lại cho đúng tên ạ. Và bên cạnh đó, để chương trình có thể kết thúc viên mãn hơn thì chúng con cũng xin được cung thỉnh Chư Tôn Đức và toàn thể hội chúng sẽ niệm Phật hồi hướng. Xin thành kính cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng đồng khởi niệm. Xin cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh khởi niệm. Thế giới tình làng bình an, chỉ niềm